Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lưu Khải Uy đề nghị đưa con gái qua chỗ Dương Mịch sống nhưng bị từ chối phụ phàng vì điều này. Hậu ly hôn, những thông tin liên quan đến Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, trên mạng xã hội xuất hiện vô số tin đồn liên quan tới việc phân chia tài sản, quyền nuôi con giữa cặp đôi này. Tuy nhiên, từ đó tới giờ, chưa có thông tin nào được chính chủ đứng ra giải thích. Cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều lựa chọn im lặng trước những tin đồn đó. Mới đây, Trang Sohu nhận nguồn tin từ bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới thỏa thuận ly hôn giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Theo đó, Lưu Khải Uy từng có khoảng thời gian đề nghị cho con gái Tiểu Gạo Nếp qua đại lục sống với vợ cũ, dù sao cô bé cũng đã xa mẹ quá lâu. Tuy nhiên, khi đứng trước lời đề nghị này của chồng, Dương Mịch ngay lập tức từ chối. Nguyên nhân được đưa ra là do Dương Mịch quá bận với lịch trình công việc dày đặc nên không thể dành thời gian ở bên con. Chính vì lẽ đó mà suốt thời gian qua, Tiểu Gạo Nếp luôn được bố cùng ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Đối với thông tin này, nhiều người lại bày tỏ sự không tin tưởng, đồng thời cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn năm 2018, họ chia sẻ quyền nuôi con gái chung vì cho rằng cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều bận rộn với sự nghiệp của mình. Cô bé 7 tuổi đã được ông bà nội là nam diễn viên Lưu Đan và vợ của ông đưa về nuôi dưỡng ở Hồng Kông. Khi Khải Uy không đóng phim, anh thường được phát hiện tham dự các sự kiện ở trường cùng con gái, nhưng Dương Mịch lại bị chỉ trích là bà mẹ lơ là với con. Kể từ khi ly hôn, rất hiếm khi thấy Dương Mịch xuất hiện bên con gái. Chính vì vậy, Dương Mịch liên tục bị đặt câu hỏi về trách nhiệm chăm sóc con gái. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp và công việc bận rộn, suốt hơn 1 năm rưỡi, nữ diễn viên không gặp bé Tiểu Gạo Nếp. Thậm chí Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy, nhiều lần bằng gió con dâu không đói hoài, gọi điện hỏi thăm con gái. Cụ thể, nam diễn viên Lưu Đan tiết lộ rằng Dương Mịch đã không gặp con gái trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó, Lưu Đan cho biết ông chưa bao giờ nghe cháu gái nói rằng con bé nhớ mẹ. Ông cũng nói cháu gái có điện thoại di động riêng, trong đó việc sử dụng điện thoại của cô bé được giám sát, nhưng họ không chắc liệu cô bé có gọi điện video với Dương Mịch hay không. Hậu đường ai này đi với Lưu Khải Uy, mỹ nhân họ Dương từng về Hồng Kông tổ chức sinh nhật cho con gái đúng 1 lần. Tuy nhiên, kể từ đó cho tới nay, vì nhiều lý do khác nhau, số lần về thăm con gái của Dương Mịch ngày càng thưa thớt và ít đi. Cô liên tục bị chỉ trích không chăm sóc, đoái hoài đến con gái, đẩy trách nhiệm sang cho Lưu Khải Uy. Không chỉ vậy, còn bồng gió nhiều lần trong các bài phỏng vấn. Nhân tình đều cho rằng Dương Mịch quá vô trách nhiệm vì yêu đương tình trẻ mà bỏ quên con gái. Tuy nhiên, trên thực tế, nàng Bạch Thiện luôn chú trọng bảo vệ sự riêng tư của con gái. Dù trước hay sau khi ly hôn, nữ diễn viên đều không để lộ mặt, nói về con trước truyền thông. Có lẽ vì không thể hiện tình cảm trước truyền thông nên nhiều người cho rằng Dương Mịch không phải là người mẹ hoàn hảo. Nổi tiếng là một người mạnh mẽ, Dương Mịch từng trải qua nhiều tin đồn, thị phi, những lần bị tẩy chay kịch liệt. Cô không im lặng chịu đựng mà sẵn sàng đáp trả và đối chất. Nữ diễn viên từng tới thẳng văn phòng phát sóng của một đơn vị, giải đáp tin đồn trực tiếp với những người ghét bỏ mình. Dương Mịch nói, cảm ơn những người từng xem nhẹ tôi, giúp tôi đập vợ xíu đuối của chính mình thành từng mảnh. Tôi thật sự biết ơn các bạn, những người từng ra sức làm tổn thương tôi. Mặc mọi thị phi, Dương Mịch vẫn là ngôi sao được săn đón nhất Cbiz. Theo truyền thông Trung Quốc, mức thù lao của nữ diễn viên vào khoảng 800.000 tới 1 triệu nhân dân tệ, khoảng gần 3 tỷ đồng cho một tập phim. Cô cũng sở hữu khoảng 10 công ty chạy đều tại đại lục và là cổ đông của nhiều công ty lớn khác. Ngoài ra, Dương Mịch cũng kinh doanh nhà hàng, dịch vụ, sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Khoảng thời gian ly hôn và phân chia tài sản với chồng cũ, trong 163 đưa tin, tổng tài sản của Dương Mịch lên đến 4,5 tỷ HKD, gần 14.000 tỷ đồng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.